À, chào các bạn, đây là cây CLV 545, Hoàng đã làm cây 535 rồi, bây giờ làm cây 545 ha. Ở trên web hay là trên Google thì là CLV 545 B là black ha. Nó sẽ ra này, nó không có bóng, nếu màu bóng là màu PE ha các bạn ha. Rồi cây này âm thanh của nó nhịn hơn CLV 535 chút xíu. Phím của cây này là người ta ốp gỗ hai bên ha, các bạn có thể xem ốp gỗ hai bên. Đấy, dễ thương lắm. Rồi cái diện mạo của nó nè, cái ngăn kéo ra rồi họ cũng chuyển tất cả các nút đi về phía bên này là on off rồi to nhỏ đây, và cái bảng điều khiển nó nằm ở bên một bên tay trái này thôi, nên nó không có còn làm ở bên đằng trước giống như các model trước ha. Rồi bây giờ nè, Hoàng sẽ tập trung nói về cái bảng điều khiển này, bởi vì cái clip 535 thì Hoàng demo cũng khá là nhiều bài nhiều tiếng rồi, nên cái 545 Hoàng sẽ nói về các cách điều chỉnh. Rồi khi các bạn mua về, có khi là nó đang ở cái tính chế độ là tiếng Nhật, thì các bạn chuyển qua ngôn ngữ tiếng Anh thì các bạn nhấn vô menu. Rồi các bạn nếu để ý là nếu mà những cái chữ này bằng tiếng Nhật luôn á, thì các bạn phải làm sao, thì các bạn cứ coi cái clip này, nhấn cái đúng cái nút là được ha. Đầu tiên các bạn nhấn menu nè, các bạn để ý đây là các phím điều hướng qua trái qua phải lên xuống. Rồi các bạn cứ qua bên tay trái, các bạn đã thấy nó hiện ở cái cột dọc này nè, kéo nó xuống hết cỡ cho mình. Rồi hết cỡ rồi đúng không, click nó đi qua bên phải để nó qua tempo. Đây nó sẵn nói tempo luôn, thì các bạn cứ click vô tempo rồi cộng trừ hay gì đó là cứ trái phải ha. Rồi nếu vậy bây giờ thoát làm sao, nhấn cái exit là nó ra cái đằng trước, rồi đi xuống hẳn ở dưới utility, click vào. Rồi đi xuống hết ở bên dưới, nó sẽ tới chữ language là ngôn ngữ. Rồi click vào. Thấy chưa? International là nó đang là tiếng Anh. Click vô. Japanese, đó là tiếng Nhật đó, thấy chưa? Nếu nó đang ở cái tiếng Nhật và nó hiện toàn là chữ Nhật em. Rồi bây giờ nè, mà sẽ làm cho coi. Click vô. Bây giờ mình exit ra. Đó tiếng Nhật không rồi. Đó tiếng Nhật không rồi. Vậy bây giờ mình nhấn lại menu, không, nó toàn tiếng Nhật không, đúng chưa, nó toàn tiếng Nhật không. Rồi bây giờ mình làm sao mình đổi qua tiếng Anh bây giờ đó. Rồi cứ theo cái ý của Hà ha, click nó qua bên trái này, chọn nó là cái dưới cùng, nó cái hình giống như cái mỏ led á. Rồi click qua bên phải và chọn cái dưới cùng, click bên phải tiếp nữa, click cái nữa, rồi lại click cái nữa, rồi exit đó, nó ra tiếng Anh rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, rồi. 6 cái nút này là đều điều chỉnh voice, tiếng. Đây là tiếng piano nè, click vô piano. Thì các bạn để ý dưới này nó có những dấu chấm không? Đó, dấu chấm nó thay đổi nè, là các tiếng nó thay đổi. Bao nhiêu dấu chấm thì cái có bao nhiêu cái tiếng trong cái nút đó. Đây. Tiếng piano nè, gồm có nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 tiếng piano ở trong cái ngăn piano ha. Mình click á, nó sẽ quay về CFX một. Rồi tương tự như vậy, piano điện cũng thế, organ cũng thế, string cũng thế, mà bass cũng có thể, bass sẽ có 4 cái tiếng bass. Ai thích đánh bass thì mình sẽ chia ra split nè, là chia ra nè. Còn bên other này có đó, có steel guitar chẳng hạn. Quay trở lại đánh tiếng piano nè, nếu mình muốn kết hợp với một cái tiếng nào khác thì rất là dễ. Cách đầu tiên là các bạn nhấn cái nút duo này, đó, thấy chưa, cái nút này nó lên đỏ là duo, nhấn cái nữa thì nó chuyển xuống cái chế độ ở bên dưới là flip, nó lên màu xanh, nó lên màu xanh. Rồi bây giờ mình tắt nó đi thì mình click nó vô,
nên lên màu vàng. Nó lên màu vàng tức là nó chế độ nó cả đũa và cả flick luôn, ba thứ luôn nha. À, piano và string nè, right 1, right 2 nè, left là cái tiếng bay. À, tiếng contrabass á. Bây giờ mà hoàn chỉnh các bạn điều chỉnh cái chỗ này. Rồi bây giờ tắt hết. Vậy thì nhấn một cái là duo đúng không? Mình muốn chỉnh cái tiếng ở bên trên hoặc ở bên dưới tùy mình. Chẳng hạn ở bên trên nè, nó đang ở sẵn là số 1. Bây giờ Hoàng muốn là điều chỉnh cái tiếng bên dưới, không phải là tiếng string mà là tiếng piano điện chẳng hạn. Thì Hoàng click xuống. À, nó chuyển qua số 2, thấy chưa? Rồi, bây giờ mình nhấn trực tiếp trên đây cũng được. Đó, nó ra stay piano, thấy chưa? Tiếng piano và tiếng piano điện nó đã cộng với nhau rồi. Bây giờ mình đổi tiếng piano khác đi. Đó, khi mình kết hợp hai cái tiếng này rồi, đánh cái mài đạch quá hay đi. Rất là hay đúng không? Cho nên là nếu các bạn nào biết khai thác về mặt nhạc cụ, các tính năng của nhạc cụ, các âm sắc khác nhau, các bạn đánh rất là hay luôn. Rồi tiếp nào, cái là duo là mình điều chỉnh cái tiếng ở trên và ở dưới tùy theo cái sở thích của mình ha. Rồi tiếp theo, bây giờ mình có thể điều chỉnh được cái bass không? Nếu mình nhấn cái nữa nó tắt à? Vậy mình nhấn nè, rồi hai cái nó qua xanh là đúng nha. Rồi bass mình cũng làm như thế nếu mình muốn điều chỉnh cái tiếng bass khác. Đang là công cho bass này, cộng lên. Bass có symbol. Này là guitar bass điện á. Nè, fretless. Đó, bass điện. Rồi điều chỉnh được hết rồi cả phần trái. À, còn một cái nữa mình muốn điều chỉnh nó chia ở chỗ nào thì các bạn giữ nó. Ví dụ mình muốn chia đôi từ chỗ này lên là tiếng piano và chỗ này xuống thành nốt rê nha. Mình giữ cái này đã, mình nhấn trực tiếp vào nốt đó là xong rồi. Thấy chưa? Đó, rõ ràng rồi ha. Rồi đây là phần điều chỉnh về âm sắc. Rồi tiếp theo nó có một cái chức năng khá là hay mà cây 535 nó chưa có, nó chỉ cho cây này thôi. Đó là metronome nhưng mà bên dưới là rhythm, thấy chưa? Rhythm. Mình click vô. Click một cái nó ra cái metronome, nhưng các bạn điều chỉnh lên cái phần drive á. Xin lỗi, nó phát ra rồi. Click lại. Rồi đi lên nè. Các bạn click vào phải vào cái 44. Ở bên trên là bạn điều chỉnh cái click là chuyển qua 445 434 gì đó ha. Nhưng mà các bạn xem này, rhythm ở dưới đó, nó có cái rhythm cho mình chơi. Rồi mình tắt. Đó. Mình click vô để mình điều chỉnh tốc độ này, tempo này. Ở trên đó mình chọn cái rhythm khác đi. Chẳng hạn swing. Đó, tech file nếu mà for file là file for là đánh cái bài tech file nè. Van nè, samba nè, rumba, bossa nova nè. Bum 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 đó. Rồi điều chỉnh về tốc độ.
Rồi bây giờ để Hoàng ví dụ một cái phần đệm ha. Rồi ví dụ grip là Hoàng chọn là Bossa Nova này. Cái tốc độ thì cỡ ở 150 đi, cỡ 150 đi. Rồi Hoàng có kết hợp với lại cái này xem sao. Rồi. Đó, kết hợp luôn quá chừng rồi ha. Nó màu vàng là nó kết hợp luôn cả tay trái tay phải luôn. Clip này Hoàng nói về cái việc sử dụng âm sắc và các tính năng của cây đàn CLP 545 này. Thì 545 và 535 thì 545 nó nhỉnh hơn 535 một chút. Các bạn thêm một ít tiền mua cái này cũng được, nhưng mà 535 cũng được ha. Nếu các bạn biết xài cái tính năng đó thì nó sẽ không có hiệu cho bạn. Còn chưa biết thì các bạn có thể mua 535 cũng được ha. Không có 535 cũng đã rất hay rồi. Còn ai có nhu cầu sử dụng tính năng này hay là mong muốn có cái tính năng cao cấp hơn thì các bạn cứ mua 545 các bạn nhé. 545 là bây giờ so với bây giờ là đàn cũ nhưng mà nó còn rất là mới. Rồi bây giờ Hoàng sẽ đàn một cái bài nào đó cho cái clip của mình nó sinh động hơn ha. Hoàng kết hợp cái tiếng piano cơ là tiếng CFX Grand và cái phần lót là cái tiếng DX piano, là tiếng piano điện mà tiếng của cây DX ấy. Nghe nó lòng lành không? Nó có cái tiếng kim ấy, lòng lành ha. Rồi, cây đàn này Hoàng đã bán rồi, Hoàng chuẩn bị giao cho một cái chú ở ngoài Thủ Đức. Hoàng rất là mong các bạn bỏ cái thời giờ ra, các bạn đến trực tiếp ở bên Hoàng để các bạn trải nghiệm các sản phẩm. Rồi, xin lỗi các bạn, hôm nay Hoàng đàn hơi chật nó một tí ha. Cây đàn này thì đã bán rồi, chuẩn bị đi giao cho một chú ở ngoài Thủ Đức. Các bạn ơi, các bạn quan tâm tới đàn, mời các bạn ghé trực tiếp để mà mình có thể trò chuyện và đưa ra các tư vấn cụ thể chính xác nhất cho các bạn. Vừa rồi có một cô ở ngoài Thủ Đức á, cô cũng coi YouTube của Hoàng rồi cô quý mến, rồi cô đến rồi nói rồi hướng dẫn, rồi cô mua một cách rất là nhanh gọn và
cô rất là tin tưởng bên Hoàng. Và hôm qua thôi cũng có một cái anh mua cây DUP22 này. Đó, Hoàng cũng chuẩn bị làm cái review cho cây này luôn cho các bạn. Đây là một cái cây giả cơ ha. Đó. Thì Hoàng rất là cảm ơn các bạn đã xem clip cũng như ủng hộ cả về mặt mua đàn lẫn ủng hộ cả về mặt tinh thần cho Hoàng để Hoàng tiếp tục Hoàng ra các clip khác để giúp cho các bạn có một cái nhìn đúng khi mà các bạn chọn cái nhạc cụ cho mình. Rồi, xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ mình đã chở cái đàn đã tới cho nhà của cái chủ này rồi ha.